Chào các bạn, hôm nay thì chào các bạn với kênh điện thoại cổ vlog ha. Hôm nay thì mình có vài con điện thoại cổ thuộc Sony á. Lần trước thì mình có nói sơ lược về con N70. Hôm nay mình thấy trong cái đám này mình thấy ưng ý nhất đó là con Sony Ericsson C702 á. Ok, nè, đây là về ngoại hình của nó ha. Nhìn khá là bắt mắt ha. Dù nó hơn 10 năm rồi nhưng mà nhìn vẫn còn rất đẹp ha. Thiết kế vẫn rất sang. Đây sơ lược cho nó ha, bên cạnh trái của nó ha, đây, khe cảm thẻ nhớ M2 nha. Bên cạnh phải thì có nút chụp hình nhanh nha, tăng giảm âm lượng nha. Phía trên của nó là nút nguồn nha. Phía dưới thì cổng sạc, cổng cáp dữ liệu rồi đều nằm đây ha. Máy này có cái cấu trúc là cái nắp khóa pin hơi lạ ha. Khi muốn mở thì mình phải xoay vậy ha. Ok, lúc đầu mình không biết, mình cứ nắm cái này mình giật mà không phải, cái này nó dính ở phần thân máy không có giật ra được. Đây mình mở ra cho các bạn xem ha. Ok, máy xài pin BST33 ha, trùng với cái K810, K800, trùng với K800, 810, K660, rồi còn S302 của mình đi gửi đi sửa rồi thì nó cũng chung loại pin này luôn ha. Ok, đây máy đây, dưới cái pin là sim á, mình không có mở luôn tại đang có sim đang xài trong đó luôn. Ok, máy này mình đang làm máy phụ. Đây về mặt sau của máy á, rất là nổi bật. Đây hai cái đèn LED, đây camera, gương cầu để selfie hồi đó ha, ống kính nhìn rất là chill ha. Đây mình sẽ cận cho các bạn xem. Đây nhìn đi ha, rất là đẹp. Đặc biệt cái nó là những dòng Sony thì đa số là khi bạn khóa bàn phím á, bạn chỉ cần trượt cái quặng che mà che ống kính đi thì nó sẽ tự khởi động camera. Cũng giống như N70 của hãng mình làm em. Đây camera sẽ tự bật. Đây nói về con này thì không thể nào bỏ qua camera được rồi, vậy xuất sắc cho thời điểm đó. Đến thời điểm hiện tại nhìn vẫn còn ngon lành cành đào em. Những bức ảnh này rất là nét. Còn nét nữa các bạn, nét cực kỳ đấy ha. Khi mà chuyển chế độ chụp ảnh thì máy này nó có một số phím tắt ha. Đây chia như chụp ảnh ha, những chế độ chụp ảnh ha, rồi kiểu chụp hẹn giờ ha, lát ha, bật tắt lát ha. Máy này chụp thì bây giờ vẫn còn khá là ok ha các bạn. Rồi vậy bàn phím khi mình mở khóa. Đây phím trái nhìn rất là đẹp, không mất cái nào. Phím này nó thiết kế là cái chữ nằm ở bên trong nên không có mất được ha. Đây cầm phím rất là đẹp, đặc biệt luôn ha. Rồi ok, đây mình đang bỏ sim Việt Theo giờ sống full nha. Mình để cái máy này thì thường thường mình đi làm máy phụ thì tầm 2 ngày, hơn 2 ngày ha. Đây là ngày thứ 3 nè, còn 28% ha. Bên này là bên mình mua lại ha, không phải bên gốc theo máy ha. Máy này thì sơ lược nha. Đây nó có nhiều tính năng rất là hay ho, bây giờ mình vẫn chưa xài được ha. Không biết tại mình cấu hình không đúng hay sao nhưng mà vẫn chưa xài được ha. Cái tính năng định vị ha, máy này là có tình định vị á, thời đó rất là đỉnh nha. Ngoài ra thì hồi đó nó có khả năng chống sốc rồi kháng nước nha. Bây giờ thì nó hơi hở máy ha, chỗ này không còn mấy cái khả năng đó nữa. Ok thử nghe nhạc xem sao ha.
Máy này thì không phải thuộc dòng nghe nhạc nên nó không có cái nút nghe nhạc nhanh ở ngoài á, một số dòng khác thì nó có á, như K800 ha. Nó không phải thuộc dòng nghe nhạc nhưng nó có cái nút nghe nhạc nhanh á, bấm vào là nghe, bấm là tắt ha. Còn K750 cũng có ha. Thì máy thì xài muôn đời thì máy này vẫn xài thẻ Sony M2 á. Đây. Cái thẻ Sony M2 á. Rồi. Đây. Cái cắm còn nguyên nha các bạn, cái cắm còn nắp đậy luôn nha. Máy thì nó lấy cái hai màu trắng trắng bạc và đen nha. Nhìn máy còn một phiên bản là màu xanh đen. Máy thì nghe gọi khá là ok các bạn. Màn hình hiển thị đẹp. Mình mở ảnh thì nhìn qua cái đây thì các bạn thấy không không được rõ cho lắm nha. Đây mình thử zoom thử cho các bạn xem ha. Một ít một bức ảnh chụp chính bằng con máy này luôn ha. Đây có một người rất xa, mình sẽ phóng to cái dòng này lên nè, thật là vi diệu chưa, vẫn nhìn không phải gọi là rõ lắm nhưng mà vẫn chấp nhận được ha các bạn. Máy thì khuyết điểm của máy này thì mình thấy là cái dãy phím trên đây nó rất là nhỏ ha, rất là khó bấm ha. Đây những phím này nè, những phím nghe gọi nè, rất là dễ bị nhầm ha. Thiết kế cũng độc lắm. Cái nó là cái gì ta? Ok, tạm thời là vậy ha, mình sẽ ngừng bài này ha.